Chào các bạn! Có phải bạn cũng có thắc mắc giống như mình? Tại sao mỗi khi chơi game đều phải mở trình duyệt rồi đăng nhập vào trang web? Thật phiền phức! Tại sao lại không có app cho tiện? Thực ra là có đấy! Bây giờ, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo phím tắt trang web trên màn hình chính của điện thoại di động. Sử dụng tiện lợi như khi bạn mở một ứng dụng. Đối với điện thoại iOS, bạn mở trình duyệt Safari Land. Sau đó vào trang chủ của trang web. Tiếp tục nhấp vào nút chia sẻ phía dưới màn hình. Nhấp vào thêm vào MH chính. Cuối cùng nhấp thêm. Phím tắt sẽ xuất hiện trên màn hình chính của điện thoại. Rất đơn giản phải không nào? Do đây là chức năng đã được lập trình sẵn của trình duyệt. Bạn không cần phải tải app bên ngoài, cho nên rất an toàn. Giao diện hoạt động giống hệt như ứng dụng thông thường. Bạn chỉ cần mở phím tắt và đăng nhập vào trang web, không cần đăng nhập lại lần sau. Thực sự siêu tiện lợi! Không biết các bạn đã cài đặt phím tắt thành công chưa? Chúc các bạn trải nghiệm chơi game vui vẻ nhé!